Xin chào mọi người đang xem kênh Sùn Sơn TV nha. Hôm nay mẹ của Tiên sẽ nhổ cải để làm kim chi cho mọi người xem. Kim chi, dời mua kim chi. Đây là cải mà ba Tiên trồng ở ngoài vườn nè, cạnh cái căn chung cư nhà cũ. Căn chung cư này thì bây giờ đang cho người ta thuê. Mà đất này thì mình vẫn trồng đồ ở đây. Trồng cải, trồng rau này, rau nọ, hành, rồi hẹ đồ á. Hà Jun, ông nội nó đang giữ nó. Ôi, cải non nhớt luôn. Tại vừa qua đám mưa á mọi người. Mới mưa ngày hôm kia, hôm chủ nhật. Cây cải này rễ nó không có lớn được mọi người, nó chỉ có chút xíu vậy thôi đó. Cây này là ăn cây mà, cải ăn cây. Đâu có củ gì đâu. Mọi người xem nè, nó không có lớn nổi mà nó sẽ có, nó sẽ trổ bông luôn. Mẹ Tiên nói đó là do nó bị lạnh á, lúc mình rải hạt giống xuống mà trời còn lạnh á, nó bị đông đá luôn. Hồi vừa nó chơi với ông nội ở trên xe nè. Bây giờ là buổi chiều á, cho nên gió thổi mạnh lắm, với là học sinh nó đi về học nữa. Xe đưa rước học sinh chạy dìu, gặp dìu dìu luôn, đông lắm. Gió thổi mát rự luôn, mùa xuân. Nhà Duyên kìa. Trời đất ơi, mẹ chạy lăng tăng, ông nội cũng không kịp luôn. Nó lẹ dữ lắm, như vận động viên marathon vậy đó. Bây giờ mình sẽ đem chắc lên xe chở về nha mọi người. Xong, bây giờ mình sẽ đậy nắp xe lại và về nhà và lặt rau nha mọi người. Bây giờ về tới nhà rồi, mẹ với ba của Tiên đang lựa rau nha mọi người. Nó nằm ngủ luôn nè, nó nằm ngủ trong lòng bà nội luôn à. Ôi trời, nhắm mắt lại ngủ luôn. Ôi đất ơi, giả tạo hết biết không. Rồi nó nhắm mắt thiệt luôn rồi kìa. Xin chào nương cám anh nè. Cái này á, là mình lặt lá vàng bỏ, sau đó là mình cắt cái đầu của nó bỏ đi chút xíu. Cái đầu lá ngoài á mọi người, cắt bỏ đi chút xíu, sau đó là mình cắt cái đuôi bỏ luôn. Rồi sau đó mình sắc khúc, như mẹ Tiên đang làm đó. Mình sắc khúc vừa ăn. Bỏ vô thao rồi mình rửa nó ngủ. Hà Dư nó diễn sâu dễ sợ luôn. Sợ. Bà nội hỏi nó nhắm mắt chưa con, nó nhắm mắt rồi. Sợ. Nhắm mắt thiệt rồi. Kim chi sau khi mọi người ngâm với muối cục khoảng 1 tiếng sau á thì mình sẽ rửa sạch lại với nước nha. Quá trời, một thau này bự hơn mẹ của Tiên đó mọi người.
Sau khi rửa sạch xong, mình sẽ bỏ hành tây đã sắc lát vô nha mọi người. Cái món kim chi này là phải có hành tây nha. Gừng xay, một đống tỏi xay nha mọi người, rất là nhiều tỏi xay, khoảng một nắm tay. Đường và nước mơ ngâm nha mọi người. Nếu muốn ngon, mọi người có thể cho thêm một chút xíu bột ngọt nữa. Và cuối cùng là nước mắm nhỉ. Mình bỏ miếng trước đi rồi coi vừa ăn không mình bỏ thêm sau á. Và quan trọng ở trong món kim chi này là ớt bột tươi xay sẵn nha. Trái ớt tươi á, mọi người đem về xay ra. Mình mua loại không cay á nha mọi người, cay nhẹ thôi. Và một đống mè rang. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm bột ớt vô nha mọi người. Bột ớt khô. Cái món kim chi này là phải có ớt khô và ớt tươi. Sau khi đã bỏ đầy đủ nguyên liệu vô thì bây giờ mình bắt đầu trộn nha mọi người. Cái thau kim chi này bự hơn mẹ tiên nữa. Trộn chắc đuối lắm đây. Trộn đều lên. Trộn mà chổng mông luôn, mọi người thấy ghê không? Sau khi đã thêm một chút nước mắm và một chút xíu bột ớt thì kim chi của mình đã vừa ăn rồi. Mẹ của Tiên sẽ bỏ vô trong thùng kim chi nha mọi người. Cái này mọi người luộc bún của Hàn Quốc lên trộn ăn cũng ngon lắm. Kim chi mùa hè này là đem ra bán quán nữa, chứ ở nhà ăn chắc cũng không hết. Của nhà chồng đem ra bán luôn. Và quan trọng kim chi là phải có nước kim chi mới ngon nha mọi người. Nó mới có gia vị, nó thấm gia vị rồi. Để nó khô queo là không ngon. Kim chi là phải xếp xếp nước. Đó, múc mình bỏ vô. Khi nào mình ăn thì mình kẹp ở dưới lên mình ăn trước. Tại vì nó thấm gia vị á. Ăn kim chi đừng ăn ở trên, ăn ở dưới á. Người Hàn Quốc người nào người nấy làm kim chi bự hơn cái mình của mình. Còn là thao thao chậu chậu không à. Mấy bà mấy bác ở bên Hàn Quốc này nè.